Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con MacBook nha các bạn. A1466. Hiện trạng của cái con này đó là có nguồn không hình nha các bạn, không lên hình. Và sau khi mình tháo men ra ngoài nha các bạn, và mình kiểm tra vị trí này, đây. Đó, các bạn thấy là ở vị trí này. Đây này, nhìn cho rõ nha các bạn. Đó, cái tụ này bị rỉ sét này nha các bạn. Đó, hai cái tụ to nè, bị rỉ sét. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem cái tổng trở của nó nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ. Đó, mình sẽ đo vào đây nha các bạn, vị trí cái tụ ở đây mình để mình coi cái bo view nha các bạn. Đó là cái tụ C7797 nha các bạn. Đây là nguồn LCD backlight nha các bạn. Đó, nguồn lên cao áp của màn hình nha các bạn. Rồi đây mình sẽ đo tổng trở cho các bạn xem. Đây phía này là mát nha các bạn. Đó, và phía này là đang là khoảng 3 ohm mấy nha các bạn, gần 4 ohm. Đây mình sẽ để gần lại cho các bạn xem. Đây nha các bạn, mình sẽ đo vào. Đó các bạn thấy là 3 ohm rưỡi nha các bạn, tầm khoảng 3 ohm rưỡi nè. Đó. Tại khu vực này. Ok. Bây giờ mình sẽ cách ly cái tụ này nha các bạn. Đó, xem là cái tổng trở nó có trở lại bình thường hay không nha các bạn. Đó, trên cái men MacBook này. Đây, mình sẽ tiến hành, mình sẽ khò bóc cái tụ này ra, xem cái tổng trở nó ok không nhé các bạn. Rồi mình tháo cái tụ này ra. C7797 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đo lại xem như thế nào. Đó, tổng trở đã lên cao nha các bạn. Đó, sau khi mình bóc cái tụ này ra. Đó, tổng trở đã lên cao. Bây giờ mình sẽ đo vào cái tụ này nha các bạn. Đó, chính xác là bị cái tụ nha các bạn. Đó, chính xác là bị cái tụ nè. Đây nha các bạn, đó, bị cái tụ này. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay thế cái tụ này nha các bạn. Mình sẽ kiếm một cái tụ khác mình gắn vào. Rồi mình sẽ đo lại chính xác. Rồi tổng trở lên cao. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ khò từ một cái men khác qua nha các bạn.
Rồi mình vừa gắn cái tụ khác vào nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo lại tổng trở xem ok không nha các bạn. Rồi ok, tổng trở đã lên cao nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ vệ sinh lại khu vực này. Sau đó mình sẽ gắn vào mình test xem cái men này nó có hoạt động và xuất hình không nha các bạn. Rồi mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi sau khi mình thay cái tụ nha các bạn tại khu vực cao áp của màn hình nha các bạn. Bây giờ bị tiến hành mình đã gắn cái men vào trong cái máy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn xem máy chạy và có sức hình không nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mở màn hình lên. Rồi các bạn quan sát cái màn hình của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm nguồn nha các bạn. Rồi máy có tiếng khởi động nha các bạn. Ồ rồi. Như vậy là logo trái táo đã xuất hiện. Rồi máy đã lên hình nha các bạn. Như vậy nguyên nhân ở cái con MacBook Air A1466 là bị lỗi cái tụ nha các bạn. C 7797 nha các bạn. Sau khi mình thay thế cái tụ C7797 thì máy đã hoạt động và xuất hình bình thường nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.